Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Nay cụ Hưởng Thọ 99 tuổi kính mến, kính thưa trên thế giới các cụ cùng toàn thể các quý khách xa gần có mặt trong phòng tang lễ của cụ đêm hôm nay. Đoàn đặc biệt chúng con ở dưới văn mái khi nhận được tin buồn của đồ số 250 Lê Quy Tổng tòa đạo, chúng con về đây từ sáng đến giờ. Xin mời các bác đứng lên trình. Trước hết là chưa buồn cùng tăng quyến, sau là có tiếng trống tiếng kèn để đón các quả lễ về thăm viếng công đinh cổ cổ. Lễ về thăm viếng công đinh cổ cổ giờ này đã tạm lãng. Con thay mặt cho trong đoàn nhà cứu xin đứng trước trên sàn của cổ. Đoàn xin phép cổ đoàn vào làm việc thờ công đinh cổ đêm hôm nay. Phần đầu tiên của đoàn nhà cứu chúng con có một tuần nhang và có hai khóa lễ dâng lên để thờ cổ. Sang phần thứ hai thì anh em con cháu cùng với đoàn nhạc hiếu chúng con để diễu mong để cho các con nói lên cái tình cảm công cha nghĩa mẹ sinh thành. Lúc bé thì các con cậy lò mẹ, con cậy lò cha. Một tuần đèn nhang, cơm rượu, chầu nước để kính thờ mẹ đêm hôm nay là đêm cuối cùng. Thưa vong linh âm hồn bắt đầu. Công mẹ công cha dâng
Yeah.